Vâng chuyển sang thông tin thời tiết, bão đã đổ bộ đêm qua và suy yếu vậy thì khu vực nào sẽ còn mưa sau bão chị Xuân Anh? Vâng, à, hoàn lưu sau bão số 6 thì nó chủ yếu di chuyển theo hướng là Tây Tây Bắc, bởi vậy mà vùng mưa của nó thì cũng sẽ dịch dần lên. Trong ngày hôm nay thì đáng chú ý nhất đó là khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng như là Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ. Còn đối với ngày mai thì vùng mưa lại còn tiếp tục thu dần lên phía Bắc và sẽ tập trung từ Nghệ An trở ra tới khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ. À, với tổng lượng mưa phổ biến sẽ là từ 50 đến 150 mm. Thanh Hóa và Nghệ An thì có nơi sẽ còn mưa vượt 200 mm. Với lượng mưa như vậy thì cần phải cảnh giác cao với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi cũng như là ngập úng tại vùng trũng thấp. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay thì cũng cần phải đề phòng với sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Vì dự báo là mưa rông vẫn sẽ xảy ra trên diện rộng, có những nơi mưa vẫn có thể lên đến hàng chục mm và tiềm ẩn theo đó là nguy cơ rông lốc, sấm sét, gió giật mạnh. Đối với Đà Nẵng đến Bình Thuận thì sang hôm nay mưa sẽ giảm cường độ, trời chủ yếu là nhiều mây và chỉ có mưa rào nhẹ bất chợt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ khoảng từ 29 đến 31 độ. Vừa rồi đã là những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết ba miền. Còn bây giờ xin mời quý vị lại trở lại với chị Trần Hằng. Vâng, cảm ơn Xuân Anh.